Chào mừng quý vị đến với chương trình Phong thủy Sa Cát, kênh phong thủy hàng đầu Việt Nam được tư vấn bởi thầy Sa Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Theo quý vị, ông thần tài là ai? Có những vị thần nào và tại sao mỗi gia đình đều thờ cúng ông thần tài? Đó là những thắc mắc của khá nhiều người về vị thần tài đặc biệt này. Vì vậy trong video này, hãy cùng thầy Sa Cát tìm hiểu tất tần tật các thông tin thú vị về ông thần tài và cách lập ban thờ thần tài cũng như việc bốc bát hương ban thờ thần tài tháng 12 âm lịch thế nào để được may mắn và tài lộc suốt năm nhé. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những ngày tốt bốc bát hương lập ban thờ mới hoặc bốc lại bát hương thờ thần tài tháng 12 âm lịch. 2. Sắm sửa đồ lễ cần thiết cho việc lập bát hương thần tài trong tháng 12 âm lịch. 3. Các bước cần làm để bát hương thông linh được với thần tài. 4. Quy trình bốc bát hương thờ thần tài chuẩn phong thủy. 5. An vị và dâng hương cho bát hương thờ thần tài. 6. Thờ thần tài như thế nào để có được tài lộc buôn may bán đắt? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, ở Việt Nam, hình tượng ông thần tài thường được xuất hiện với hình ảnh một nhân vật râu tóc trắng bạc phơ, ngồi trên ghế vàng, tay cầm vàng thỏi, khuôn mặt rất hiền từ và phúc hậu. Theo quan niệm dân gian thì ông thần tài là vị thần sẽ giúp mang đến nhiều tài lộc cho gia đình và việc thờ cúng ông. Đa số các gia đình thờ cúng ông thần tài đều có những lần làm ăn phát đạt và có được nhiều may mắn trong cuộc sống. Hình bóng ông thần tài luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi, dù ở các con phố hay nơi thôn làng thì bạn đều có thể bắt gặp hình ảnh vị thần được thờ cúng trong nhà. Còn đối với người buôn bán thì việc thờ cúng ông thần tài từ lâu đã là một thói quen trong tập quán của nhiều người vì sẽ giúp họ mua bay bán đắt. Vậy nên mỗi dịp cuối năm quý vị cần phải lau dọn, bao sái ban thờ thần tài sạch sẽ hàng tháng để ngày hiển linh về được sạch sẽ, thơm tho và ban phát tài lộc sung túc cả năm. Để bốc lại bát hương hay lập ban thờ thần tài mới, không phải tự ý làm thế nào cũng được. Nếu biết làm đúng thì được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Nếu không biết làm liều, vi phạm những đại kỵ trong tâm linh, thì sự việc hết sức nguy hiểm, khôn lường. Nhẹ thì tán ra bại sản, nặng thì ốm đau quanh năm, thậm chí là tuyệt mạng. Vậy nên để lập ban thờ và bốc lại bát hương đúng cách, cần phải có được sự tư vấn của chuyên gia. Quý vị đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn chi tiết và cụ thể. 1. Những ngày tốt đẹp nhất để lập ban thờ thần tài hoặc bốc lại bát hương cho ban thờ thần tài trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày 11 Canh Thân, 2. 15 Giáp Tý, 3. Là 16 Ất Sửu, 4. Là 20 Kỷ Tỵ, 5. Là 25 Giáp Tuất, 6. Là 26 Ất Hợi và 7. 30 Kỷ Mão và 8. 23 Nhâm Thân. Đó là 8 ngày tốt để bốc bát hương thờ thần tài trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy chọn ra cho mình một ngày phù hợp nhất để tiến hành bốc bát hương cho được thuận lợi và may mắn. Trong việc lập ban thờ thần tài, đồ lễ là thứ đầu tiên không thể thiếu được. Đồ lễ mang ý nghĩa tỏ lòng thành kính và cúi xin mọi việc được hanh thông thuận lợi. Đồ lễ để bốc lại ban thờ thần tài gồm những lễ vật sau. Tuy nhiên, tùy theo văn hóa của vùng miền và địa phương, quý vị hãy lựa chọn cho mình những lễ vật phù hợp nhé. Gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, một đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cao, một mâm cơm, canh, xôi hai đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa 5 hoặc 15 bông, nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu với hai cốc nến hoặc là cây nến. Đồ mã thì gồm có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ, hậu chủ, 2 vòng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, cộng với 3 tiền tảo quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm là hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ thần tài hoặc bốc lại bát hương cho ban thờ thần tài để được chuẩn chỉ. Để việc bốc lại bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau. Thất bảo, gạo vàng, thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được nhận miễn phí tài liệu hướng dẫn bốc bát hương, lập ban thờ thần tài cũng như văn khấn lập ban thờ hoàn toàn miễn phí. Một là thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau:
Vàng ngũ hành thuộc kim là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc ngũ hành thuộc kim là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách ngũ hành thuộc mộc là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện nên nó tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy ngũ hành thuộc mộc là bảo vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ ngũ hành thuộc hỏa là một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà và thanh tịnh. Đá mã não đỏ ngũ hành thuộc thổ là một dạng khác của đá thạch anh, nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hương thịnh. Ngọc trai tự nhiên ngũ hành thuộc thủy là một trong những bảo vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của phong thủy Sa Cát còn có thêm chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Sa Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. Hai là gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ cực may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài, vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và sầm hàng tháng. Ba là ngũ vị hương, là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như ban thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế, xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn ban thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. 4 là tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. 5 là giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt tráng kim màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6 là trầm sông. Gỗ trầm hương làm thắp khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn giữ cân bằng năng, vì vậy mà thắp khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí, tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên ban thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khẩn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo được cho quý vị bốc bát hương chuẩn chỉ và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình sau. Tờ di hiệu sẽ ghi như sau: phụng thờ ngũ phương, ngũ thổ long thần, tiền hậu địa chủ, tài thần. Ghi xong di hiệu ta tiến hành làm theo bước sau. Bước 1. Sàng cho. Chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp, như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và phong thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang màu quánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3 là gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim cộng với một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của phong thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo, sau đó gấp gói thất bảo lại đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm ba theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói vào thất bảo, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 4, khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến một khoảng nửa bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến lại bốc cho vào bát hương, khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên sông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo lắng cho gia chủ. Để tránh việc này chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm sông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5, vệ sinh sạch sẽ bát hương và sông trầm giấy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ. Nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà phong thủy Sa Cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Khi trầm đã cháy hết, tiến hành dâng bát hương lên ban thờ thần tài, an vị và thắp hương. Với ban thờ thần tài vẫn thắp 5 que hương theo thuyết âm dương ngũ hành, que 1 cắm ở giữa, que 2 cắm phía sau bên phải, que 3 cắm phía trước bên phải, que 4 cắm phía sau bên trái và que 5 cắm phía trước bên trái. Quý vị có thể theo dõi cách cắm hương và thứ tự cắm trên màn hình. Sau khi cắm hương xong, tiến hành khấn theo bài văn khấn mà phong thủy Sa Cát gửi kèm trong bộ bốc bát hương. Khấn xong hóa vàng mã hạ lễ. Như vậy là đã xong thủ tục bốc lại bát hương cho ban thờ thần tài. Trên đây, thầy Sa Cát đã hướng dẫn quý vị và các bạn cách bốc lại bát hương ban thờ thần tài một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Sau khi xem xong video, ai cũng có thể tự làm và bốc bát hương cho mình được đúng và linh thiêng nhất. Trong quá trình bốc bát hương, quý vị cần tư vấn thêm gì thì hãy nhấc máy gọi ngay đến hotline của chương trình. Thầy Sa Cát cùng đội ngũ tư vấn sẽ tư vấn miễn phí ngay cho các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng thầy trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.